Rồi. Đấy, xin chào các bạn nhá. Đây. Hai anh em tôi đang làm món vịt nướng. Tôi đang lúc này là tôi đang giã tỏi ướp. Nay vịt nướng phanh gia vị thì có tỏi với lại là mè, rau răm với lại là mắc khén, cái chính. Muối hạt. Ăn kiểu của người đồng bào vùng cao. Đậm chất người vùng cao. Con vịt tiên ngan nó ngon rồi, nó dễ ăn lắm. Đấy, cả ớt nữa, đúng rồi. Chị cho em thêm quả nữa đi. Tí chiêu đãi mấy anh em dưới Hà Nội lên ăn là phải những món như này. Đây là một đây là cái chày. Đấy, chày. Đấy, ba quả. Thế được rồi chưa? Chị lấy muối hạt đó cho em. Chị cho muối hạt đây cho em để em giã. Muối hạt đây thì chính ý. Có chưa? Đang đi lấy à? À. Này ăn hơi nhiều đặc sản đấy. Ngan trâu, vịt làng, thịt nghé. Cá suối, ui rồi. Đấy. Cho đây, đấy, lửa thôi, lửa thôi. Rồi, được rồi, rồi. Đấy, ít ít đấy, nữa, ra rồi. Đấy. Rồi, đấy rồi, đấy, để em ra. Thế chứng tỏ lấy thịt nghẽ xa anh nhỉ? À thế là vừa bắt đầu mới mổ à? Chắc khéo đang mổ rồi à. Giờ à chưa cho à, cho mẻ hết được đấy rồi, cho hết rồi, có lấu gì ở đâu, mỗi món này thôi. Rồi đấy, đây là mẻ. Đấy. Sợ luôn ơi, còn đang phanh như cái này, để cái này tí nữa ướp luôn cả trâu nhỉ, còn dư ấy ướp luôn cả thịt trâu luôn. Bây giờ đi vào xem thịt ngan mổ đâu à. Bé tại ra chừng cửa ha. Đây, ui giời, ong. Ong được được cái vụ ăn thịt, cái con ong này ăn thịt anh nhỉ. Nó còn có loại lâu lâu nữa anh nhỉ. Có mấy loại chứ. Đấy, ăn chuyên ăn thịt thì nha. Ăn thịt ác. À, cay này, dậy rồi, lại dậy mất rồi. Ê. Dậy rồi à? Dậy rồi à? Dậy rồi. Đây là bà đang cõng cháu. Trời Hà Giang hôm nay trong xanh nhỏ mát. Chương trình về vấn đề xúc tiến du lịch còn rất chia dài hơi. Đây đây. Rất nhiều thứ này. Nhà cộng đồng. Đấy, đẹp không? Anh em đang đi bắt cá suối nha. Anh em đang đi bắt cá suối rồi. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Quê hương Hà Giang này. Trong xanh, trời trong xanh, gió mát. Người dân thì còn rất là nghèo nàn, rất là khó khăn. Rất mong được các bạn ở vùng xuôi quan tâm ủng hộ để cho Hà Giang phát triển nhá. Tôi xin được kết thúc video tại đây. Tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tôi. Nói về vấn đề phát triển du lịch của người Pà Thèn. Giữ gìn bản sắc dân tộc của người Pà Thèn. Tạm biệt.